Bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo, đó là gan. Đó là gan. Thì gan ở đây là tạng lớn nhất của cơ thể. Gan tạng lớn nhất cơ thể. Như vậy thì nó là vừa tuyến nội tiết, cũng là tuyến ngoài tiết. Như vậy nó giống như tùy lúc này chúng ta học về. Được chưa? À, thì mà em thấy như vậy thì nó kích thước của nó là 28 nhân 18 và nhân 8 cm. Người ta lại con số chúng ta nhớ dễ nhớ. Đó là 28, 18 và 8, được chưa? Thì gan thì nó nằm hoàn toàn là tầng trên mặt treo kẽ trán ngang dưới ô vòm hoành bên bên phải, dưới ô vòm hoành bên bên phải, nó lấn sang dưới ô dưới thượng à, dưới xin lỗi lấn ngang dưới ô thượng vị, được chưa? Và ô dưới vòm hoành bên bên trái. Thì như vậy thì người ta nói rằng khi chúng ta đổi chiều gan như vậy thì nó gì dưới hàng trên của nó thì khoảng gì khoảng ngang khoảng giáng xương nhá sinh bố trên đường trung đoạn không phải trung đường phải ngoài của gan. Thì gan thì người ta mô tả nó gồm có hai mặt và một bờ, nhớ chỉ có một bờ thôi. Thì có thể mém học một số tài liệu giải phẫu khác, người ta còn mô tả thêm một bờ thứ hai của gan nữa, đó là bờ phải. Tuy nhiên khi chúng ta học ở đây thì chúng ta có một bờ, đó là bờ duy nhất, còn bờ phải là bơ từng từ mà thôi, để khi chúng ta mô tả phân chia gan theo đường mạch mật, phân chia gan theo đường mạch mật. Thì đầu tiên đó là mạch khoăn. Với mạch khoăn thì nó sẽ gồm có bốn phần, phần trước, phần trên, phần phải và phần sau. Thế bây giờ các cái phần là như thế nào? Ở phần trên thì nó lồi, nó trướng láng và nằm dưới cơ hoành phải. Được nhá, cơ hoành phải. Rồi tiếp tục phần trước. Ở phần trước này thì nó sẽ liên tục. Xin lỗi đây mẹ này, ở phần trên này là cái gì? Nó nằm dưới xin lỗi vòng hoành phải và trái đây, hay xin lỗi phải và trái đây. Ở mặt trước này đấy thì mà em thấy như vậy, phần trước đấy thì như vậy thì nó tiếp xúc với cơ hoành và thành bụng trước. Ở phần trên và phần trước ở đấy thì mà em thấy như vậy thì nó sẽ được chia ra làm hai bởi một dây chằng, đó là dây chằng liềm, được chưa? Còn phần phải thì nó liên tiếp với phần trên và phần trước, và cái vùng này phần phải này đó là cái vùng nó đối diện với cung xương thứ bảy cho đến 11 bên bên phải, 11 bên phải. Ở cái phần phía sau thì nó hình tam giác. Một phần này có một vùng mà em thấy đây này. Nhìn thấy là cái phần phúc mạc nó phủ lên bề mặt của gan này. Thì phần này nó không có. Cái phần mà nó không có này á, có phúc mạc che phủ này, người ta gọi là vùng gan không có phúc mạc che phủ, gọi là vùng trần gan. Người gọi là vùng trần gan. Được nhá. Vùng trần gan ở đây. Và ở cái phần sau này như vậy thì mà em thấy phần sau này nó có một phần của thùy đuôi, được chưa? Thì bên phải của thùy đuôi ở đấy thì chúng ta có rãnh tĩnh mạch chủ dưới. Bên trái thì chúng ta có khe dây chằng tĩnh mạch, được chưa? Mọi người ta nói rằng gì? Mạch khoăn của gan này thì nó sẽ liên quan với gì? Phổi, màng phổi, tim và màng ngoài tim qua cơ hoành, được chưa? Chính vì vậy nên người ta nói rằng gì? Một dạp xe ở gan mà khi nó vỡ thì nó có thể lan lên phổi, lan lên màng ngoài ngoài tim, được chưa? Bây giờ chúng ta qua mặt thứ hai của gan, đó là mặt tàng. Mặt này nó hướng đến các cái tàng trong ổ bụng và tàng. Thế đây mà em thấy như vậy thì mặt tàng á thì nó nhìn xuống dưới ra nó sao? Mặt tàng này mà em thấy nó không đều. Vì sao nó không đều? Vì là do có gì vết ấn của các cái tàng, nó không đều do vết ấn của các cái tàng, được chưa? Trong bộ bụng nó ấn vào trong bộ bụng nó vào. Và ở mặt tàng này thì nó có hai cái rãnh dọc và một cái rãnh ngang. Rãnh dọc bên trái, rãnh dọc bên phải và rãnh rãnh ngang. Thì hai rãnh dọc và
Một rành ngang này mà em thấy nó tạo thành hình chữ hạt hoa ở mặt tàng của gan, hình hạt hoa ở mặt tàng của gan. Và khi nó tạo thành hình hạt hoa ở mặt tàng gan này, nó sẽ chia tàng nó thành hai thùy, đó là thùy gan phải, à xin lỗi, bốn thùy, thùy gan phải, thùy gan trái, thùy vuông ở phía trước và thùy đuôi ở phía phía sau. Còn lại ở mặt khoan này, ở phần trước và phần trên thì dây thần liềm, nó sẽ chia phần trước phần trên thành hai thùy, thùy gan trái và thùy gan gan phải, tương ứng bên trái và bên phải của dây thần liềm, được chưa? Còn mặt tạng thì chữ hạt hoa này thì chia mặt tạng nó thành bốn bốn thùy, thùy gan phải, thùy gan trái, thùy vuông và thùy đuôi, thùy vuông và thùy đuôi, được chưa? Thì bây giờ chúng ta xem từ các cái rành dọc và rành ngang đó là gì. Rành dọc phải ở đây thì mẹ em thấy gì, ở phía sau này chính là rành tĩnh mạch chủ dưới. Thì rành tĩnh mạch chủ dưới này đây, rành tĩnh mạch chủ dưới, rành tĩnh mạch chủ dưới này á thì là do gì, tĩnh mạch chủ dưới nó nằm tựa lên và tạo thành ở đây, được chưa? Rồi tiếp tục chúng ta có gì nữa, ở phía trước ở đây là chúng ta có đó là hố túi mật, là nơi cái phần gan mà có túi mật nó nằm nằm tựa lên đó, người gọi là hố túi mật. Chứ không phải là ví dụ mai một mà chỉ vô thi mà chỉ thi thực tập á, mà chỉ mũi tên vô đây đừng nói là hố túi mật nữa chứ, mà đây đây là gì mẹ, mà đây là gì à, mẹ em chưa học nhưng mà nói thử đoán ra được không, đây là gì? Đúng rồi, túi mật nha. Thì khi mà chúng ta bỏ phần này ra thì cái phần mà gan dài giống ví dụ như vậy này, cái phần đó mình chỉ vào thì mới gọi là hố túi mật. Thì khi lên lâm sàng, khi mà em đi bệnh viện thì cái hố túi mật mà mình gọi trong giải phẫu đó, thì trên lâm sàng các cái bác sĩ như tôi gọi đó là dương túi mật, à, như cái dương để cho túi mật nó nằm lên vậy, người ta gọi là dương túi mật, nhớ cái dương túi mật như vậy. À như vậy, đây phía trước chúng ta có rành dọc phải, phía trước đó là hố túi túi mật, phía sau đó là rành tĩnh mạch chủ dưới, được chưa? Rồi rành dọc bên bên trái thì rành này nó, à xin lỗi, ở phía giữa rành tĩnh mạch chủ dưới và hố túi mật này, như vậy thì có mỏm đuôi, đây phần này chúng ta phải nhắc tới nó ấy. Nó có mỏm đuôi của thùy thùy đuôi, nó có mỏm đuôi của thùy thùy đuôi đây, được chưa? Bây giờ chúng qua rành dọc bên trái thì nó hẹp rồi sâu, và nó cách cái rành dọc bên phải này tầm khoảng 6 cm. Ở phía trước của nó đó là khe dây chằng tròn. Thì trong khe dây chằng tròn này có gì à? Đây, có dây chằng tròn. Có dây chằng tròn. Dây chằng tròn nó là di tích của tĩnh mạch rỗng trong thời kỳ phôi thai. Mà bây giờ nó bị tắc rồi, nó bị tắc lại rồi. Được chưa? Nó bị tắc lại rồi. Đây, và như vậy thì mà em thấy nó hướng về gì? Tĩnh mạch rỗng này nó đổ về đâu? Về nhánh trái của tĩnh mạch cửa, nhánh trái tĩnh mạch cửa đây, được chưa? Ở phía sau thì chúng ta có gì, đó là khe dây chằng tĩnh mạch. Khe dây chằng tĩnh mạch này thì đi trong khe dây chằng tĩnh mạch thì chúng ta có dây chằng tĩnh mạch. Dây chằng tĩnh mạch nó là di tích của ống tĩnh mạch, di tích ống tĩnh mạch, và nó nối gì, như nhánh trái của tĩnh mạch cửa bởi gì, tĩnh mạch gì, gan gan trái của tĩnh mạch chủ dưới. Như vậy hay nói nôm na là cái ống tĩnh mạch này nó nối giữa tĩnh mạch cửa với nó tĩnh mạch cửa với tĩnh mạch chủ dưới, được chưa? Như vậy nhắc lại, ở rành dọc trái phía trước là khá dây chằng tròn, nó có dây chằng tròn, dây chằng tròn là di tích của tĩnh mạch rỗng mà bị tắc lại rồi. Vì sao đó là khe dây chằng tĩnh mạch, đi trong khe dây chằng tĩnh mạch chúng ta gọi dây chằng tĩnh mạch. Dây chằng tĩnh mạch là di tích của ống tĩnh mạch nối giữa tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch chủ dưới, và tĩnh mạch chủ dưới nha. Bây giờ chúng ta có rành ngang này như vậy thì nó dài khoảng 6 cm, nó tương ứng với cái khoảng cách giữa rành dọc phải và rành giống dọc trái, được chưa? Ở trong rành ngang này như vậy thì nó có các cái mạch máu thần kinh rồi các ống dẫn mật đi vào hoặc đi ra, nhá, đi qua cái rành ngang này người gọi là cửa cửa gan, được chưa? Rồi thì ở đây chúng ta thì có gì, ở đây chúng ta có ống mật chủ này, ống mật chủ này, còn đây là ống gan trái, ống gan phải, chúng nó bên sau này chúng ta có gì, động mạch gan riêng này, nhánh trái này, nhánh phải này,
Xin lỗi, đang phải nhận phạt, mà đây là gì? Nhận tuổi mật rồi. Đây, nhân riêng này. Nha, đồng bằng riêng này. Đồng bằng riêng và cảm nhận của nó này. Rồi đây chúng ta có gì? Chúng ta có tuần mãn cửa này, nhận trái này, nhận phải này. Nhận phạt của tuần mãn cửa đây. Được chưa? Rồi. Như vậy thì lúc này chúng ta nói gì? Mặt tà là nó không phải ăn, nó gì? Nó lôi lò. Nó lôi lò, được chưa? Như vậy thì trên bề mặt của nó sẽ có ấn của các cái tàng ấn vào đó, các cái tàng ấn vào đó. Nhất đó là gì? Ở thùy gân phải phía trước thì sau chúng ta có gì? Ở đây chúng ta có thứ nhất đó là phía sau chúng ta có ấn thần thần phải, phía trước chúng ta có ấn ấn kết tràng, được chưa? À, hơi lẫn vào phía trong này đây thì chúng ta có gì? Ấn ấn tả tràng, ấn tả tràng. Về thùy trái thì như vậy thì chúng ta có ấn thực quản, rồi chúng ta có ấn dạ dày là chiếm phần lớn của thùy gân trái đây, gân trái đây. Bờ thì gan là chỉ có một bờ duy nhất, gan chỉ có một bờ duy nhất đó là bờ dưới, gan chỉ có một bờ duy nhất đó là bờ bờ dưới, được chưa? Bờ này thì nó sắc rõ, nó chạy từ phải sang trái giữa phần trước của một khoanh và mặt tàng, được chưa? Thì tại bờ dưới của gan này á, thì chúng ta có hai cái chi tiết mà mẹ em nhớ. Thứ nhất đó là khuyết dây chằng tròn, do đang dây chằng tròn nó đi từ ruộng đến mặt tàng của gan, thế nó tạo thành khuyết dây chằng tròn. Và thứ hai đó là khuyết túi mật, khuyết túi mật, được chưa? À, khuyết túi mật. Như vậy mẹ em nhớ chúng ta có hai đặc điểm trên bờ bờ dưới. Và cái bờ mà bờ phải này á, thì một số tài liệu người ta mô tả thì thực chất đó là bờ phải tưởng tượng mà thôi, bờ phải tưởng tượng mà thôi. Bây giờ chúng ta qua về các cái dây chằng và các cái phương tiện nó cố định gan, các cái dây chằng và các phương tiện nó cố định gan. Ở đây mình liệt kê cho mẹ em chúng ta có gì: tĩnh mạch chủ dưới, dây chằng vành, dây chằng hoành gan, dây chằng tam giác trái phải, dây chằng liềm, mạc nối nhỏ, dây chằng tròn gan, dây chằng tĩnh tĩnh mạch. Thì bây giờ chúng ta đi xem thử chi tiết đó là gì, như thế nào nha. Thì tĩnh mạch chủ dưới thì cũng có nhắc đi nhắc lại rồi. Thì như vậy ở đây thì tĩnh mạch chủ dưới nó tựa lên mặt tàng gan đây, nó tạo thành rãnh tĩnh mạch chủ dưới. Đối với tĩnh mạch chủ dưới đây chúng ta có ba cái tĩnh gan trái phải và gan gan giữa. Như vậy thì nó tham gia mình nói cố định gan. Thứ hai đó là dây chằng hoành gan. Dây chằng hoành gan thì đó là các cái thớ sợi nó đi từ vùng trần của gan, vùng của gan mà không có phúc mạc che phủ đây, mà thuộc về phần sau của mạc khoăn, hay thuộc về phần sau mạc khoăn, nhớ nghe, phần sau mạc khoăn có vùng gan cũng có phúc mạc che phủ thì mới gọi đó là vùng trần. Thì như vậy thì đi từ vùng trần của gan đây nó đến cơ hoành thì người ta gọi đó là dây chằng hoành gan. Ở đây mình thấy được rồi, nhưng mà mình biết rằng à từ đấy nó để bảo bao cơ hoành, dây chằng hoành hoành gan, được chưa? Dây chằng tiếp theo đó là dây chằng vành. Dây chằng vành. Đây chúng ta có dây chằng vành. Chúng ta có dây chằng vành. Chúng ta có dây chằng vành. Chúng ta có dây chằng vành, được chưa? Như vậy thì dây chằng vành thì nó đi từ đây, chúng ta gọi dây chằng vành. Phần vàng đây là bạn thấy. Dây chằng vành. Được chưa? À, thì nó đi từ phần sau mặt khoăn nó tới cơ hoành. Đi từ phần sau mặt khoăn tới cơ hoành. Và dây chằng vành thì nó được tạo đến bởi do gì? Sự quặc lại của lá trước và lá sau phúc mạc khi nó phủ mặt tàng gan đây. Xin lỗi, không phải mặt tàng gan mà bề mặt của gan ở đây mà em thấy đây. À, và như vậy thì nó đến được che phủ từ phúc mạc phủ gan, nó sau đó nó lên cơ hoành, nên nó trở thành dây chằng vành. Thì dây chằng này nó rộng, nó đi từ đầu phải đến đầu trái của gan. Dây chằng tiếp theo đó là dây chằng tam giác phải và dây chằng tam giác trái. Dây chằng tam giác phải, dây chằng tam giác phải và dây chằng tam giác trái, dây chằng tam giác phải và dây chằng tam giác trái. Dây chằng tam giác này phải và trái này thì nó như nằm ở hai đầu phải và trái của dây chằng chằng vành, của dây chằng vành. Thì ở đây dây hai dây chằng này nó có giới hạn như thế nào? Đó là mỗi dây chằng nó sẽ không có ba cạnh. Một cạnh thì nó dính vào cơ hoành. Một cạnh thì như vậy thì nó dính vào gan, một cạnh thì nó dính vào gan,
và một cạnh của nó thì nó tự do ở phía phía ngoài, một cạnh tự do phía ngoài, đây cái cạnh tự do của nó. Thế là trên nhìn vào cơ quan giữa nhìn vào gan, một cạnh tự do là giấy trắng tam giác phải và giấy trắng tam giác trái. Giấy trắng tiếp theo đó là giấy trắng liềm, lúc này chúng ta nói đó, giấy trắng nó chia phần trước và phần trên của mặt khoanh của gan ra thành hai phần, tùy gan trái và tùy gan phải, tương ứng bên trái bên phải của giấy trắng liềm. Giấy trắng liềm này thì nó là một nếp phúc mạc và nó treo mặt khoanh của gan vào gì, mặt dưới của cơ hoành, đây chúng ta nhìn thấy mặt dưới của hoành đôi gì nữa, thành bụng trước, thành bụng trước. Như vậy thì nó sẽ có một bờ nó sẽ dính vào mặt khoanh của gan, một bờ nó sẽ tự do đi từ rốn tôi thấy bờ dưới của gan, và bờ thứ ba đó là gì, nó sẽ nằm tựa lên gì, cơ hoành và thành bụng trước. Như vậy đến phần thực tập thì mình sẽ ví dụ lại cho mấy em để mấy em hình dung, để mấy em hình dung. Như vậy thì người ta nói rằng gì, thì ở bờ tự do của giấy trắng liềm đi trong giữa hai lá của nó, thì như vậy thì chúng ta có giấy trắng tròn gan, giấy trắng tròn tròn gan. Được chưa? À thì giấy trắng tròn gan này vì sao mình gọi dài dòng như vậy, thì để mà phân biệt ở nữ giới á, thì mẹ em học rồi, nữ giới chúng ta có giấy giấy trắng gì hả, ở nữ giới hả, ở phần nào hả mà chúng ta có giấy trắng tròn hả, tròn ở bài giấy giấy tròn mình học ở bài nào hả? Đúng rồi, ở nữ thì giấy tròn của nữ nó đi trong vòng bàn của nữ giới, giấy tròn chúng ta học ở đâu hả? Học ở đâu, học bài nào, học rồi module 12 mẹ em học chứ, ăn module đó 12 đúng rồi, 12 module sinh dục học chưa, chưa à? Thì ở nữ giới thì chúng ta học về bài tử cung nha, là chúng ta có nhắc đến giấy trăng tròn, thì người ta để phân biệt nữ giới chúng ta có giấy trăng tròn gan và giấy trăng tròn tử cung, hiểu chưa? Còn nếu không thôi thì được, chúng ta chỉ cần gọi giấy trăng tròn thôi, nhưng mà chúng ta không biết những người ta gọi là giấy trăng tròn tròn gan. Mà như vậy để khi mà em đọc một số tài liệu người ta chỉ nói đó là giấy trăng tròn thôi, giờ thì khi nói về gan là em là biết giấy trăng này, không nói tử cung là biết giấy trăng, mà lúc này có bàn quốc huy nào, ví dụ như bàn quốc huy ải tròn là nó sẽ đi ở trong ống ống bàn chữ, và là giấy trăng tròn gan nó sẽ đi ở trong ổng bàn luôn, nghe chưa, còn nhầm mấy chứ mà em nhầm rồi. Thì giấy trăng tròn này á thì nó là gì, là di tích của tỉnh kỳ phôi thai được nha. À, và nó tấn công ở đâu à, nhân tròn này nó cái lúc này mới nói tên nó tấn công đâu à, hay là tỉnh mạch ruộng nó sẽ đến nó đổ nó nối với cái gì à, nối gì của tỉnh mạch cửa, phần nào tỉnh mạch cửa, nhánh trái của thành cửa nghe nhá. Rồi tiếp tục chúng ta có giấy trắng tiếp theo đó là giấy trắng tĩnh mạch, giấy trắng tĩnh mạch, giấy trắng tĩnh mạch này đây nó là di tích của ống tĩnh mạch nữa, lúc nào mình nói rồi. À, như vậy thì nó tạo khá giấy trắng tĩnh mạch ở đây nha. Rồi như nhánh trái của thành cửa cũng từ nhánh trái thành cửa đến di tĩnh mạch chủ dưới đây, qua thành mảnh gân trái đây. Rồi chúng ta có như là mạc nối nhỏ đây này, cái phần của mẹ em như thế này này đó, phần hai bên của cái dây chằng thành mạch á đây, nó tiếp tục nó cửa gan này, gan này. Thì đây chính là vị trí bám của mạc nối nhỏ tại gan, mạc nối nhỏ tại gan được chưa, cái này mình nói luôn mai một bài phúc mạc nhớ là thế này. Như vậy thì mạc nối nhỏ nó đi từ gì, à, một phần nhỏ thực quản bùng này, bơ cống vị bẹ này, phần trên của tá tràng này, một phần của tá tràng này, được chưa, và nó đi đến đâu, đến bám vào khe dây chằng tĩnh mạch và cửa gan, khe dây chằng tĩnh mạch và cửa gan, được chưa. Như vậy nhớ ấy, nhớ là có chỗ bám của mạc nối nhỏ này, mạc nối nhỏ đây rồi. Như vậy thì chúng ta đã nói các cái phương tiện nó tham gia nó cố định gan.
Bây giờ chúng ta qua tiếp tục về cấu tạo của gan. Gan thì người ta nói rằng là được cấu tạo bởi bao gan, mô gan, mạch máu và đường mật trong gan. Được nha. Thì bây giờ bao gan cái phần mình mà em thấy cái đường từ từ đây giống như phần nó ôm bọc lại phía ngoài của nhu mô gan, bề mặt của gan phần này. Thì bao gan này thì gồm có hai phần, bao thanh mạch là phần của phủ ngoài hết nhá, và bao sơ. Bao sơ như vậy nó sẽ nằm giữa cái phần của bao thanh mạch bên ngoài và bề mặt gan, và bề mặt gan được chưa, rồi bề mặt gan. Thì bao thanh mạch á thì nó phía ngoài này như vậy, mà em thấy nó lật lên trên, lật ra trước, lật ra sau để nó tạo nên các cái dây chằng mà tham gia mà cố định gan. Ví dụ chúng ta có dây chằng liềm, chúng ta có dây chằng vành, đúng chưa? Như lúc này chúng ta nói còn cái bao sơ bên trong á, bao sơ bên trong á thì nó dính chặt vào bao thanh mạch ở ngoài và tổ chức gan bên trong. Và là em tưởng tượng đây chúng ta có thêm một cái bao, cái đường ở đây. Đúng chưa? Và cái bao này mà em thấy nó sẽ đi cùng với các cái thành phần động mạch, tĩnh mạch, đường mật nó đi vào, đi vào gan đây, đi vào gan đây, động mạch không? Đi theo cái động mạch này mà đi theo cả thành phần đấy, chứ không phải đi theo cả thành phần đi qua cửa gan đấy. Ở đây chúng ta có động mạch tĩnh mạch cửa, rồi chúng ta có động mạch gân riêng, rồi chúng ta có mật. Thì đây mà em thấy này, thì như vậy thì nó bọc cả cái thành phần của động mạch, tĩnh mạch và đường mật đó. Thì đi vào bên trong này á thì cái bao này người ta gọi đó là bao glisson, người gọi đó là bao glisson nha. Từ bao sơ này tiếp tục đi vào vào bên trong của gan, đi theo các thành phần động mạch, tĩnh mạch và ống dẫn mật đó, người gọi đây là bao bao glisson. Và như vậy thì nếu như mà các cái tổn thương mà chảy máu ở phía dưới bao này, người gọi là chảy máu dưới dưới bao, là đang nói đến cái bao bao sơ này, bao sơ này được chưa, bao sơ này để cho mẹ em biết hiểu không. Tôi nghe nói thêm bao dự báo là bao nào cũng biết ha. Như vậy thì nhắc tới bao gan, nhắc lại thì cấu tạo gan cũng có bao gan, mô gan, mà mở đường mật trong gan. Thì đối với bao gan thì mẹ cảm thấy như vậy, gan cùng với các cái động mạch, tĩnh mạch và ống dẫn mật tạo thành bao bao glisson. Mô gan, mô gan thì nào tạo đến bởi các tế bào gan. Đây mà em nhìn thấy chúng ta có các tế bào gan, nó sẽ thành cực thứ ba, thành cực ba và năng hoa này nhá, nó hướng về phía cái phần mà xanh xanh đây gọi là tĩnh mạch trung tâm tiểu thủy, tĩnh mạch trung tâm tiểu thủy chưa. Thì mô gan được tạo đến bởi tế bào gan, mạch máu và đường mật trong gan, mở đường mật trong gan. Và đây một hình ảnh, đây là một cái hình ảnh của một tiểu tiểu thủy, tiểu thủy gan, tiểu thủy gan, tiểu thủy gan, một tiểu thủy gan. Cái sự phân chia này á thì nó có rất là nhiều cái quan điểm. Tuy nhiên thì ở đây thì tôi sử dụng quan điểm mà lâu nay giờ chúng ta hay sử dụng, tôi dùng để nó tiểu thủy gan này, đơn vị của gan đây. Như vậy thì bạn thấy đây, tiểu thủy gan nó có thể năm cành, nó có thể sáu cành đây. Được nhá. À, và tại các cái gốc của nó và giao với các gốc của các tiểu thủy lân cận đây, nó tạo thành một phần người ta gọi là cái khoảng cửa, khoảng cửa. Đó, phần này khoảng cửa đây, phần này gọi là khoảng cửa. Thì tại phần cửa này đấy á thì mà em thấy như vậy thì chúng ta sẽ có gì, nhánh của động mạch gan, nhánh của cửa và gì, và ống dẫn, ống dẫn mật. Về có ba thành phần đó, có ba thành phần đó, được chưa. À, và từ đây thì mà em thấy như vậy thì động mạch nó nhánh động mạch, nhánh tĩnh mạch nha, nó nối thông với nhau, rồi từ đó nó dẫn về đâu, nó dẫn về tĩnh mạch trung tâm tiểu thủy. Rồi khi nó đổ về tĩnh mạch trung tâm tiểu thủy này, sau đó mà em thấy nó đi về tiếp tục các tĩnh mạch lớn dần, lớn dần, lớn dần, lớn dần nhá. Rồi sau đó thì mà em thấy nó đổ về các tĩnh mạch cắn trái, thì mạch cắn phải, thì mạch cắn giữa, để đổ vào tĩnh mạch chủ dưới, để đổ vào tĩnh mạch chủ dưới nhá, đổ vào tĩnh mạch chủ dưới. Thì ở đây thì mà em thấy này, ở đây mà em thấy này, như vậy thì cả cái tế bào gan này nhá, nó sẽ thành các cái bè, cái nang hoa, đúng không? Ở đây như vậy, đây chúng ta có khoảng cửa, chúng ta có khoảng cửa, chúng ta có tĩnh mạch trung tâm tiểu thủy, và đây là tiểu thủy gan, được chưa?
Rồi, bây giờ chúng ta nói đến một khi nói đến gan thì phải nhắc đến nó, đó là phân chia gan theo đường mạch mật. Phân chia gan, đây đây là chúng ta nói phân chia gan theo đường mạch mật. Và chúng ta nói gì? Thì đấy á, thì mà em thấy như vậy thì chúng ta sẽ học về phân chia gan là theo đường mạch mật á, là dựa theo cổ giáo sư Tôn Thất Tùng, một người Việt là nổi tiếng trên thế giới về phương pháp cắt gan riêng của ông, như đó là của giáo sư Tôn Thất Tùng. Thì ở đây thì mà em thấy như vậy thì người ta phân chia gan theo đường mạch mật này á thì như thế nào, thì như thế nào, được chưa? Thì như vậy thì khi mà người ta chia phân gan theo đường mạch mật theo của giáo sư Tôn Thất Tùng á thì người ta chia nó thành bốn thùy và tám hạ phân thùy. Chúng ta có thùy phải, thùy gan phải, xin lỗi, thùy gan phải, thùy gan trái, thùy vuông và thùy đuôi, và thùy đuôi, được chưa? Và thùy đuôi tám hạ phân thùy là theo số La Mã: 1 2 3 4 5 6 7 8, được chưa? Thì bây giờ chúng ta xem từ như thế nào, như nhà phân chia như thế nào. Bây giờ thì như vậy thì chúng ta có này, thì đối với các cái thùy á, và lúc này chúng ta có ở đây này, đầu tiên đó là người dựa vào đâu, thứ nhất ở đây chúng ta có đó là khe giữa gan, khe giữa gan. Thì ở khe giữa gan này á, khe giữa gan này ở đây, ở khe giữa gan này thì bạn thấy về phía mặt bàn, à mặt khoanh, mặt khoanh đây thì là từ bờ trái của tĩnh mạch chủ dưới rồi đến khuyệt túi mật, là cái đường chậm chậm này em này, đây là khe giữa gan này. Còn mặt tàng thì đó chính là khe dọc phải, nhớ khe dọc phải đây, phía trước là hồ túi mật, phía sau đó là rãnh tĩnh mạch chủ dưới. Rãnh tĩnh mạch chủ dưới cái này là làm hơi bị ngược ngược cơ này, rãnh tĩnh mạch chủ dưới đây này nhá. Rồi chúng ta lấy hôm nay để chúng ta làm phân chia gan thôi. Như vậy chúng ta có hồ túi mật và tĩnh mạch chủ dưới, rãnh tĩnh mạch chủ dưới đó là khe giữa gan. Thì khe giữa gan này á thì nó sẽ chia gan nó thành hai phần, bên phải của khe giữa gan đó là gan phải, bên trái của khe giữa gan đó là gan gan trái. Như vậy thì khái niệm nó sẽ khác với khái niệm lúc này chúng ta nói, đó là đấy chúng ta có dây chằng liền là chia gan thành gì, thùy gan phải và thùy gan trái nha, thùy gan phải, thùy gan trái. Còn đây là chúng ta có gì, khe giữa gan là chia gan thành gan phải và gan gan trái, được nha. Phần tiếp theo đó là khe liên phân tùy trái, khe liên phân tùy trái, được nha. Thì ở khe liên phân tùy trái này thì mà em thấy ở phía về mặt khoanh thì đó chính là chỗ bám của dây chằng liền, chỗ bám của dây chằng liền, được chưa, dây chằng liền. Còn ở mặt tàng ở đây thì chính là khe giống, khe dọc trái, khe dọc trái. Thì khe liên phân tùy trái này thì nó chia gan trái nó thành hai phân tùy, đó là phân tùy giữa, là giữa khe giữa gan và khe liên thông liên phân tùy trái, và gì, và phân tùy bên, và phân tùy bên, được chưa? Như vậy chúng ta có phân tùy giữa, phân tùy bên. Khe liên phân tùy phải từ bên phát trái của tĩnh mạch chủ dưới, được chưa? Sau đó thì nó chạy song song với bên phải tưởng tượng của gan và tiếp tục ở mặt tàng này thì nó đi về phía bờ phải của cửa gan, bờ phải cửa gan. Thì khe liên phân thùy phải này nó sẽ chia gan phải ra thành hai phân thùy, đó là phân thùy trước và phân thùy sau, phân thùy trước và phân thùy sau, được chưa? Như vậy lúc này chúng ta có gì, là phân thùy giữa, phân thùy bên, phân thùy trước, phân thùy
phân tử sau. Được chưa? Với tư cả cái phân tử này thì mà em thấy như vậy thì chúng ta gọi, xin lỗi, chúng ta gọi gì nữa, chia nhỏ ra nữa, chúng ta gọi gì nữa, có kẽ phụ giữa thùy trái và kẽ phụ giữa thùy phải. Kẽ phụ giữa thùy trái thì đây như vậy thì mà em thấy từ thành mặt chủ dưới và nó đến bờ dưới của gang trái, nghe, đến bờ dưới gang trái khoảng 1 phần 3 sau và hai mặt trước, và đây tiếp tục mà đến bờ trái của cửa cửa gang, thì kẽ phụ giữa thùy trái này nó sẽ chia phân thùy bên nó thành hai hàm phân thùy, đó là hàm phân thùy hai, hàm phân thùy ba, hai ba ở mặt tàn nha. Phân thùy giữa thì nó chính là hàm phân thùy bốn, hàm phân thùy bốn, và mặt tàn thì chúng ta nhìn đây thì nó hàm phân thùy bốn, nó tương ứng đây là thùy vuông, được chưa? Rồi tiếp tục kẽ phụ giữa thùy phải là một, đây là một cái đường tưởng tượng mà thôi, đường tưởng tượng mà chia gang phải nó thành hai phần trên và dưới nó, được chưa? Thì đây chúng ta có phân thùy trước và đây chúng ta có phân thùy thùy sau, được chưa? Thì như vậy thì ở phân thùy trước thì kẽ phụ giữa thùy phải này chia là thành hai hàm phân thùy 5 và 8, còn phân thùy sau chia hai hàm phân thùy 6 và 7, 6 và 7, được chưa? Còn cái thùy đuôi thì tương ứng đó là hàm phân thùy 1, hàm phân thùy 1. Như vậy thì chúng ta có bốn cái phân thùy, tám cái hàm phân thùy và bốn bốn thùy. Thùy gắng phải, thùy gắng trái, thùy gắng phải, thùy gắng trái, thùy vuông, thùy đuôi, phân thùy bên, phân thùy giữa, phân thùy trước, phân thùy sau. Được chưa? Hàm phân thùy 2 3, phân thùy bên, phân thùy giữa 4, phân thùy trước 5 8, phân thùy sau 6 7. Thùy vuông ở đây chúng ta có 4 và đuôi đây chúng ta có hàm phân thùy 1. Được chưa? Như vậy thì sau này chúng ta sẽ có một số câu hỏi. Sau này chúng ta sẽ có một số câu hỏi trắc nghiệm. Ví dụ hàm phân thùy 8 thuộc A gang trái, B thùy gang trái, C gang phải, D phân thùy giữa. Em chọn câu nào? Nghe được không? C, đúng rồi, thuộc về gang gang phải, thuộc về gang phải. Được chưa? À, như vậy là mà em hiểu bài đó. À, rồi ví dụ hàm phân thùy 4 thuộc A thùy gang phải, B gang phải, C thùy gang trái, D phân thùy bên. Nhắc lại này, A là gang phải, B là thùy gang phải, C là thùy gang trái và D là phân thùy bên. Câu nào? Câu B đúng rồi, đó là thùy gang phải. Đây, còn gang phải ở đây là mẹ này, thế đấy lúc này mình đấy. Em hiểu chưa? Khá vừa gắn đấy. Em hiểu chưa? Đấy. Thì khá vừa gắn này, khá liên phân thùy phải này, khá liên phân thùy trái nào tương ứng với, tương ứng với gì? Người ta mô tả của theo của giáo sư Tôn Tung nói tương ứng với tình mạch gắn trái, tình mạch gắn phải và tình mạch gắn gắn giữa. Em hiểu chưa? Hiểu chứ? Như vậy thì mai mốt mà ra câu hỏi trắc nghiệm này làm được không? Khó gì? Nó dễ hay? Thầy trả lời là thầy chắc là dễ đó. Rồi, tiếp tục.
loại. Bây giờ mạch máu của gan. Mạch máu thì như vậy thì người ta chia hai nhóm, đó là máu đến gan và máu ra khỏi gan bằng các tỉnh gan, gan phải, gan giữa và gan trái, và gan trái nhá. Như vậy thì máu đến gan thì gồm từ hai nguồn, đó là động mạch gan riêng và tĩnh mạch cửa. Động mạch gan riêng và tĩnh mạch cửa. Động mạch gan riêng. Đây. Động mạch gan riêng. Vậy thì mẹ em xem đây, nhìn này này, đây là động mạch gì? Đâu mũi tên gì? Động mạch gì? Đúng rồi, bà Nguyễn Bình, động mạch vì phải. Vì phải. Nhận động mạch đến bơ cống vì bẻ của dạ dày đấy, cấp máu cho dạ dày. Nha. Động mạch gan riêng. Nó là gì, nguồn gốc từ đâu? Từ động mạch gan chung. Thì bây giờ mình nói này, động mạch thân tạng nó cho ra gì động mạch gan chung? Động mạch gan chung khi cho nhận vị tá tràng thì nó sẽ đổi tên thành động mạch gan riêng. Động mạch gan riêng. Được chưa? Chính vì như vậy mà mình nói động mạch gan riêng là nhánh của động mạch gan chung thì nó chưa chính xác lắm. Vì thực chất là nó đổi tên mà thôi. Rồi đổi tên mà thôi. Được chưa? Như vậy thì động mạch gan chung người ta nói rằng khi nó ở bờ trái của tĩnh mạch cửa phân sản ở phía sau này, bờ trái của tĩnh mạch cửa thì như vậy thì nó sẽ tách ra làm hai, đó tĩnh mạch vị trái, động mạch vị vị tá tràng và động mạch gan riêng, hai lần tại vị trí bờ trái của tĩnh mạch cửa nó cho nhánh vị tá tràng thì nó tiếp tục nó đi lên trên, nó đổi tên thành động mạch gan riêng, đi về phía gan nó thành động mạch gan gan riêng. Động mạch gan riêng thì như vậy thì nó chạy ngược lên trên phía trước của tĩnh mạch cửa, phía trước tĩnh mạch cửa chừa hai lá của mạc nối nhỏ đến cửa gan thì nó cho hai nhánh, đó là nhánh gan phải và nhánh gan gan trái, nhánh gan phải và nhánh gan gan trái chưa. À, hai người gì đấy, người gọi là ngăn phải và ngăn trái của động mạch gan gan riêng. Ở ngăn phải thì mà em thấy đây này, như vậy á thì động mạch gan riêng ở đây mà em thấy nó đi trong dây cuống gan, thành phần cuống gan đấy chúng ta có tĩnh mạch cửa, động mạch gan riêng và ống mật chủ và ống mật chủ. Được chưa? Thì như vậy ở ngăn phải này thì nó sẽ cho nhánh gì đây, nhánh động mạch túi từ mật, nhánh động mạch từ mật nhớ mà em nhớ này, đây nhận được mặt từ mật được nha. Rồi gì nữa, rồi là cho nhận cho thùy đuôi, nhận cho thùy đuôi. Lúc này mình có cái hình mà chịu lúc này á, cái nhận này từ mật thùy đuôi là lẫn phải hình này hình cả nghĩa là có nhận đến gì, đến cho thùy thùy đuôi đây chúng ta thấy nha. Rồi như nữa, rồi nhận động mạch cho phân thùy trước và phân thùy sau, như vậy là về phía gan trong phải đúng không, phân thùy trước phân thùy sau và một nhánh cho thùy thùy đuôi, một nhánh cho thùy mật. Rồi nhánh gan ngăn ngăn trái, ngăn trái của nó thì nó cho về phía gan trái, như vậy thì chúng ta có gì, nó cho gì phân thùy bên, phân thùy giữa, rồi cũng cho thùy thùy đuôi. Như vậy thì thùy đuôi á, thùy đuôi thì được cấp máu là từ hai ngăn, nguồn nguồn cấp máu của thùy đuôi là từ gì, ngăn phải và ngăn trái của động mạch gan riêng. Được chưa? Còn là ngăn trái thì cấp máu cho phân thuộc gan trái đó gì, phân thùy giữa và phân thùy thùy bên. Ngăn phải thì cấp máu cho gì, gan phải là phân thùy trước phân thùy sau, ngoài ra gì nữa, động mạch cho túi thùy mật, động mạch thùy mật. Được nha. Về tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch cửa nó cũng đi về gan, nó đi về gan và tĩnh mạch cửa này thì mà em thấy như vậy thì nó đi về gan rồi sau đó cho các nhánh nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần đi vào gì cả cái khoảng cửa, rồi từ đó nó dần máu về gì rồi cùng với nhánh của động mạch gan riêng, nhánh nhỏ động mạch gan riêng, như vậy thì nó đổ về tĩnh mạch
trung tâm tiểu thủy, và từ đó đổ về các thành mạch lớn hơn, lớn dần hơn đổ về các thành mạch cá, cuối cùng đổ vào thành mạch chủ dưới để đi về tim. Được chưa? À, thì như vậy đấy mà em thấy này, tình mạch cửa thì mình nói tình mạch thì nó đương nhiên nó là tình mạch rồi, không có vấn đề gì cả. Để cho mẹ em khỏi thắc mắc, khỏi gọi là mình lăn tăn là cái chuyện là có một số tài liệu nó ghi là máu nó giàu oxy rồi nghèo CO2 vân vân, đương nhiên thì nó là tình mạch thì nó là phải là tình mạch, không gọi lăn tăn di chuyển mà, để khỏi nhầm là à có thể à vâng mẹ em có hiểu thế nào gọi là động mạch, thế nào gọi là tình mạch không, thế nào là động mạch, thế nào là tĩnh mạch? Bằng thể khăn đó là động mạch hay tĩnh mạch? Cái định nghĩa của em á. Rồi đúng rồi, như vậy thì đa số các em là hiểu được đó, đúng không? Như vậy thì nhường máu mà từ tim ra đi về các cái cơ quan như thì đó là động mạch, và tĩnh mạch thì nó ngược lại thôi. Như vậy thì để cho vì cái này là có nhiều năm thì các em thắc mắc cái này rất là nhiều, và rồi đọc một số tài liệu thì lại ghi là giàu oxy rồi hớp vân nồng độ bão hòa oxy vân. Như vậy thì khi mẹ em đọc như vậy thì mẹ em lại lần lộ à, nó cứ nghĩ là động mạch nó phải giàu oxy, tĩnh mạch là phải nghèo CO2 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nó không phải như vậy, thì đồng nghĩa động mạch và tĩnh mạch thì nó giống như của mẹ em đã trả lời vậy. Được nha. Rồi thì bây giờ này, tĩnh mạch cửa là một tĩnh mạch chức vận, nó đưa về gan cả cái chất dinh dưỡng cũng như là cả cái chất độc. Từ đâu mà em nhìn vào đây, từ dạ dày, từ lách, từ tùy, từ tả tràng, từ ruột non, từ ruột già nhá, phân biệt hậu môn trực tràng đấy, ruột già đấy, đây từ các cái ống tiêu hóa nhá, từ cái chất từ ống tiêu hóa về đâu, về gan để làm gì, để gan nó chọn lọc, nó lưu trữ, nó chế biến điều hòa, được chưa? À, và tĩnh mạch cửa thì nó được hợp nên mà được tạo đến bởi hai tĩnh mạch chính, đó là gì, đó là tĩnh mạch mạc treo tràng trên và tĩnh mạch lách. Như vậy thì tĩnh mạch lách hợp với tĩnh mạch mạc treo tràng trên để tạo thành tĩnh mạch cửa, tạo thành tĩnh mạch cửa, được chưa? Trên đường đi của tĩnh mạch lách thì nó có nhân một tĩnh mạch lớn, đó là tĩnh mạch mạc treo tràng dưới. Và như vậy thì chúng ta nhớ rằng đó là tĩnh mạch mạc treo tràng dưới, nó không đổ trực tiếp vào tĩnh mạch cửa. Nhớ, các em nhầm. Nó đổ trực tiếp vào đâu? Đổ trực tiếp vào tĩnh mạch lách. Đổ trực tiếp vào tĩnh mạch lách. Được chưa? Rồi, là cả nhân. Cả tiếp theo khi nói về tĩnh mạch cửa. Nói gì? Đó là tĩnh mạch cửa, nó nhận máu từ đâu nữa, nó nhận máu từ tĩnh mạch túi mật, đây tĩnh mạch túi mật, từ tĩnh mạch ví ví trái, từ tĩnh mạch ví ví phải, đấy đấy mạng từ tĩnh mạch ví trái, từ tĩnh mạch ví phải, được chưa? Rồi đấy chúng ta có gì nữa, rồi tĩnh mạch cánh cánh rốn, tĩnh mạch cánh cánh rốn, tĩnh mạch trước môn vị là lúc này cái phần mà về dạ dày á mình học là mình có chiếu rồi, đúng không? Tĩnh mạch trước môn môn vị, được nhá. Thì như vậy thì tĩnh mạch cửa mà em thấy này, như vậy thì từ tĩnh mạch lách nó hợp với tĩnh mạch mạc treo trên thì nó đi từ trái sang phải lên trên nhá, và ra ra trước, rồi nó đi vào trong mạc nội nhỏ cùng với động mạch gân riêng và ống mật chủ, ống gân chung, được chưa? Và nó tạo thành dĩ cuống cuống gan, tạo nên cuống gan. Thì như vậy ở trong cuống gan thì cả thành phần chính là gì, đó là tĩnh mạch cửa, động mạch gân riêng và ống mật chủ, được chưa? Còn phần lên trên vào trong gân cửa gan đây thì chúng ta mới có ống gân chung, nó gọi ống gân chung. Thì đây mà em này này, thì bên tĩnh mạch cửa trong cửa gan
à, trong cuộn gá mà ba thành phần đó thì là cửa là một thân riêng và ống một chủ, thì ở phía sau là thành một cửa, ở phía trước bên trái đó là động mạch gan gan riêng, và phía trước bên phải đó là ống mẫn chủ, ống mật chủ đó là cái mốc nhà phẫu để mà sau này ví dụ chúng ta vào chúng ta phẫu tích nó tìm ống mật chủ nha, thì chúng ta biết được ở bên trái của nó chính là động mạch gan riêng và phía sau của nó đó là động mạch cửa. Như vậy thì chúng ta nếu như đi qua bên trái thì có nguy cơ làm tổn thương động mạch gan riêng, nếu chúng ta đi hơi đi qua xuống xấu phía sau như vậy ra sau thì chúng ta có thể làm tổn thương tần mạch cửa, thì cả hai trường hợp này đều nguy hiểm cho bệnh nhân cả, được chưa? Rồi khi nói đến tần mạch cửa, bạn thấy Khánh bạn thấy Khánh có hỏi gì không? Ừ, thế mọi người thấy GI là bạn thấy Khánh biết là viết tắt của chữ gì không? Đúng rồi. Tự nhiên bấm trái vui lại bấm nhầm à? Thì ở đây mà em thấy này, chúng ta có tần mạch cửa. Chúng ta có tần mạch cửa. Thì ở tần mạch cửa này thì khi nói đến tần mạch cửa thì chúng ta sẽ nói đến các cái vòng nối. Chúng ta nói đến cái vòng nối. Được chưa? Chúng ta nói vòng nối. Đó là vòng nối đầu tiên, đó là vòng nối thực quản. Vòng nối thực quản. Thì vòng nối này buổi trước chúng ta học về bài thực quản chúng ta có nói nó được nhá, đó là gì giữa cái tần mạch nhánh thực quản của tần mạch vị trái nhá, rồi nhánh thực quản nó đối với tần mạch đơn, đối với tần mạch chủ và giữa hệ cửa chủ, được chưa? Thì vòng nối này giữa hệ cửa hệ chủ này thì chúng ta có vòng nối đầu tiên, vòng nối thực quản này, như vậy tại đây vòng nối thực quản, vòng nối thứ hai đấy, cũng có thuộc hệ và thuộc giữa tần mạch cửa thông qua tần mạch chủ, đó là vòng nối trực tràng. Giữa đây chúng ta có giữa tần mạch trực tràng trên, tần mạch trực tràng trên và tần mạch trực tràng giữa và tần mạch trực tràng dưới, trên này thì nó sẽ đổ về tần mạch mạc tréo tràng dưới, về tần mạch lắp đối với tần mạch cửa thuộc về hệ cửa, tần mạch trực tràng giữa và trực tràng dưới thì cuối cùng là đổ về tần mạch chủ dưới rồi thuộc về hệ chủ nha. Vòng nối thứ ba đó là vòng nối quanh quanh rốn, đây tần mạch cành rốn, ở đây rồi tần mạch thượng vị trên, thượng vị dưới thuộc về hệ hệ chủ, cành rốn thuộc về hệ hệ cửa. Và vòng nối thứ tư đó là vòng nối qua phúc mạc, nối tần mạch ruột với là các tần mạch qua phúc mạc, nối tần mạch ruột với tần mạch chủ dưới, hay làm gì chúng ta chỉ có một tần mạch chủ dưới cho mấy, chúng ta làm gì có cả tần mạch chủ dưới cái này nhầm. Như vậy thì vòng nối qua phúc mạc nối với tần mạch ruột với cả với tần mạch chủ dưới, với tần mạch chủ dưới thì ở đây mà em thấy như vậy thì cả cái vòng nối này thì chúng ta có ứng dụng trên lâm sàng. Chúng ta nhắc lại cái bệnh lý vừa trước chúng ta vào nói đến về về sơ gan giai đoạn 6 của nó, chúng ta có sơ gan mất bù chẳng hạn, cho nên chúng ta có giai đoạn giai đoạn là tăng áp cửa chẳng hạn, thì như vậy thì mà em thấy như vậy thì nó sẽ làm gì, nó nguy cơ nó làm tổn thương các cái tần mạch tại các vùng nối này, tần mạch tại các vị trí vùng nối này. Ví dụ như vậy thì chúng ta có bệnh nhân nó vào có thể sơ gan có thể gây chi chảy máu gì tần mạch trưởng thực quản ở đây, được chưa? Hoặc bệnh nhân người ta đi vào viện người chảy máu vùng hậu môn trực tràng. Như vậy thì khi mà chúng ta học giải phẫu rồi á thì chúng ta hiểu rằng gì, nếu một bệnh nhân mà đi vào mà chảy máu vùng hậu môn trực tràng thì ngoài bệnh lý tại hậu môn trực tràng như là sẹo hậu môn, như là vết thương hậu ống hậu môn trực tràng, như là polyp hậu môn trực tràng, như là u hậu môn trực tràng chẳng hạn nhá, ở đại tràng rồi như trĩ chẳng hạn, bệnh lý trĩ chẳng hạn chúng ta hay gặp bệnh lý trĩ chẳng hạn, thì như vậy thì ngoài ra chúng ta còn nghĩ tới bệnh lý về về gan, ví dụ sơ gan chẳng hạn, thứ nhất là làm tăng áp cửa, như vậy thì mình anh thể nó sẽ ứ trệ máu tại cái vòng nối trực tràng này, bệnh nhân có thể đi cầu ra máu đại tiện ra
ra máu đây, được chưa? Để mình giải thích đó. Hoặc là bệnh nhân vào bệnh nhân nôn ra máu tươi, nôn ra máu, được chưa? Thì như vậy thì một bệnh lý tổn thương tại dạ dày, tại thực quản, được chưa? Thì ngoài ra thì còn có tổn thương do gì, như vậy do bệnh lý từ gan. Như vậy thì nếu như chúng ta cầm máu vị trí này ở vùng phong nội tại thực quản đây, cầm máu vùng trực hậu môn trực tràng đây, mà chúng ta không điều trị bệnh lý tại gan, như thì như vậy thì bệnh nhân sẽ nguy cơ lần sau bệnh nhân sẽ tiếp tục sẽ vào lại chúng ta vì những trường hợp mà chảy máu tại vị trí này. Vòng nội quanh rốn thì như vậy thì thường thì nó ít biểu hiện về cái chuyện xuất huyết ở đây, tuy nhiên thì nó là có cả người ta gọi là vòng tuần hoàn ban hệ nhá, vòng mỏng nội, nó nội nó thành thành bụng, khi chúng ta khám chúng ta thấy được nó nội sánh hoàng ngoèo ngoèo bụng bụng trên mình bụng mình bệnh nhân. Bây giờ chúng ta qua cái phần tiếp theo đó là đường mật ngoài gan. Vâng, đây là phần cuối cùng của chị buổi chiều hôm nay đây. Thì như vậy thì ở đường mật ngoài gan thì chúng ta có gì? Đường mật trong gan thì cả này thì mẹ chúng ta không mô tả, nhưng mà chút nữa thì có nói thì mình lý liên quan tới nó. Chủ yếu chúng ta tập trung đến đường mật ngoài gan ở đây này. Ở đường mật ngoài gan thì người ta chia là thành hai nhóm, đó là đường mật phụ và đường mật chính. Đường mật phụ ở sẽ gồm có túi mật và ống túi mật, túi mật và ống túi mật. Đường mật chính thì gồm có ống gan phải, ống gan trái, ống gan trung và ống mật chủ. Và nhớ rằng ống tùy chính nó cũng thuộc về đường mật. Đại qua là ống tùy thì có liên quan lý do gì mà nói là đường mật hết. Ở đây như em nhầm rồi. Như vậy nhắc lại, đường mật ngoài gan người ta chia thành hai nhóm, đó là đường mật chính và đường mật phụ. Đường mật chính là ống gan phải, ống gan trái, ống gan trung, ống mật chủ. Đường mật phụ đó là ống túi là túi mật và ống túi mật. Người ta chia chính và phụ là như sao? Vì sao như vậy? Đó là mẹ em thấy này. Như vậy thì trên lâm sàng thì nếu như chúng ta gì có thể chúng ta cắt cái túi mật này, ống túi mật này chúng ta cắt đi được. Nhưng mà đối với ống gan trái phải, gan trung và mật chủ, để chúng ta cắt nó thì chúng ta phải nối thông nó với ống tiêu hóa. Nha, chứ không phải chúng ta cắt chúng ta để như vậy cũng được. Hay là chúng ta cắt chúng ta bịt chỉnh nó lại cũng được. Vì sao? Vì mật thì nó được tạo ra từ gì cả cái tế bào gan. Các tế bào gan. Và một ngày thì trung bình á, là người ta nghiên cứu tùy theo liều, tuy nhiên người ta thống nhất là tầm khoảng 800 ml đến 1 lít. Còn vì sao mình nói tùy theo liều? Vì khoảng số tài liệu của mẹ em đọc có thể là người ta thấy rằng là nó chỉ tầm khoảng 400 tới 800 thôi. Tuy nhiên là số người ta thấy gì? Đó là mật mà từ tế bào gan tiết ra thì trung bình một ngày tầm khoảng 800 ml đến 1 lít. 1 lít. Yeah. Thì nếu như mà chúng ta kẹp lại đấy như vậy thì nó sẽ ứ trề lại, đúng không? Nó tắc lại thôi, nó tắc nó ứ lại đường mật gan. Yeah. Mà như vậy thì nó có nguy cơ nó si, nó do tại vì vị trí chúng ta biết là này. Như vậy thì đường mật chính này thì bất kỳ bất dịch thì chúng ta phải đảm bảo sự thông thương của nó. Yeah. Vì lý do gì mà chúng ta ngăn thì nó càng chúng ta chặn nó lại được hết. Nhưng mà đường mật phù này thì chúng ta có thể cắt bỏ nó đi được. Chúng ta có thể cắt bỏ nó đi được. Nha. Thì ở túi mật thì nó có cái gì? Ở túi mật thì mà em thấy như vậy thì nó nằm từ trong hộ túi mật, nó hình quả lê, nó dài tầm khoảng 8 cm, rộng 3, gồm 3 phần. Chúng ta có đáy túi mật, chúng ta có thân túi mật và chúng ta có cổ túi mật. Cổ túi mật này thì mà em thấy như vậy thì nó phân ra và nó có hai đầu, cổ tùa thì nó hẹp. Đầu trên thì mà em thấy như vậy thì nó gấp về thân của túi mật, và đầu dưới thì nó gấp về phía ống túi mật. Ống túi mật ở đây. Ống túi mật ở đây. Đúng nhá. Rồi, thì bây giờ mà em thấy này. Thì đấy á là chúng ta có nè. Cái phân đại túi mật á thì mà em thấy như vậy thì nó nằm trong khuyệt túi mật ở bơ dưới gan. Lúc nào mình học bơ dưới gan mình có khuyệt túi mật, được chưa? Còn ống túi mật thì mà em thấy như vậy nó ở dưới của cổ túi mật,
và nó dẫn mật từ túi mật xuống dưới ống mật mật chủ. Như vậy đây, mà em thấy ống túi mật nó sẽ cùng với ống găng chung, nó sẽ đổ về ống mật chủ, ống mật chủ. Và như vậy thì phần bên đạc bên trong của nó thì mà em thấy nó không trớn lá già, nó giống sống ốc vậy, sống ốc vậy. Túi mật thì mà em nhớ đang gì, nó không tiết ra mật, nó chỉ cố đặt và dự trữ mật khi cơ thể chúng ta cần. Thì như vậy thì nó sẽ bóp có bóp và nó tống mật đi xuống dưới ống túi mật, xuống ống mật chủ, rồi xuống tá tràng để góp phần vào việc tiêu hóa thức ăn, được chưa? À thì chính vì như vậy nên mà em thấy một số trường hợp mà bệnh nhân á, mà người ta nhìn ăn trước mổ và khi chúng ta vào chúng ta phẫu thuật thì chúng ta sẽ thấy rằng túi mật nó có vẻ nó to hơn so với bình thường, to hơn so với bình thường, được chưa? Vì tại vì bệnh nhân nó nhìn ăn, người ta nhìn ăn to hơn so với bình thường. Như vậy thì khi mà mình thấy như vậy thì mình có thắc mắc cho túi mật nó to đấy hả, chắc là có bất thường gì không hả? Thì như vậy thì đa số đó là bình thường, vì đó là do trước khi chúng ta chuẩn bị bệnh mổ chúng ta cho bệnh nhân ăn, cho bệnh nhân nhìn ăn thì như vậy chúng ta, vì nó trừ mật mắt, nó dự trữ mật, và nhớ nó không tiết ra mật, nó chỉ dự trữ mật mà nó cố đặt mật và nó có bọt nó tổng ra mật. Còn tiết ra mật là từ các tế bào gan, em nhớ như vậy được nha. Bây giờ chúng ta qua về đường mật chính. Đường mật chính thì chúng ta có ống gan phải, trái và gan chung. Ống gan phải và trái thì ở cửa gan, thì hai ống này nó hợp lại nó thành gì, ống gan chung, chiều dài tầm khoảng 3 cm, đường kính trung bình thì nó khoảng 5 mm nha. Thì ống gan chung thì người ta nói rằng gì, người ta nói rằng ống gan chung này thì nó tiếp tục đi xuống dưới thì nó đến khoảng bờ trên, thì cái hình này thì nó làm hơi quá rồi nha, thì không khoảng bờ trên của tá tràng. Thì như vậy nó cùng với ống túi mật nó hợp lại thành gì, ống mật chủ. Ống mật chủ thì nó từ bên trên tá tràng, ở phía trên của tá tràng á, chứ không phải là bờ trên đâu, xin lỗi mang, ở trên tá tràng, bờ trên là ngay tại đây thì nó không đúng. Ở trên của tá tràng á thì mà em thấy như vậy thì gì, nó nơi gặp nhau giữa ống gan chung và ống túi túi mật, rồi tiếp tục nó đi xuống dưới, nó chạy ở phía sau tá tràng, sau tùy, rồi sau đó nó đi vào trong thanh tá tá tràng và nó đối cùng với ống tùy chính, nó đổ qua gì qua chi nó gì, nó đổ vào nhũ tá lớn, được chưa, để đi vào phân xuống của tá tá tràng. Thì như lúc này tôi nói là gì, tôi nói là gì, đó là trước khi nó đổ vào nhũ tá lớn thì ống mật chủ cùng với ống tùy tùy chính là thường thì nó sẽ đổ vào một cái ống, một cái phân chung, đó là bọng gan, bọng gan tùy, hai người thường gọi là bọng vá té đó, hay bọng gan tùy nha. Thì trên đường đi của nó như vậy thì ống mật chủ người ta chia là thành 4 đoạn, đoạn trên tá tràng, đoạn sau tá tràng, để cái phần cái hình mà bạn mất. Đoạn trên tá tràng, đoạn sau tá tràng, đoạn sau tùy và đoạn trong thanh thanh tá tá tràng, được chưa? À, như vậy mà em thấy chúng ta có ống mật, ống mật chủ, chúng ta có ống mật chủ. Ống mật chủ đi trong cuộn gan thì nó nằm ở phía trước của tầm mạch cửa và phía bên phải của động mạch gan, gan riêng, phía bên phải của gan riêng, được chưa? Và nó là đường mật chính, nó là đường mật chính. Bây giờ chúng ta qua về phần tiếp theo, đó là một số trường hợp liên quan về lâm sàng về gan mật như thế nào. Thì chúng ta trên lâm sàng khi mà em nghe mà về phẫu thuật mà cắt túi mật á, về cắt túi mật á, à, cắt túi mật nội soi á, thì mà em hay trên cái phẫu thuật người ta có ghi đó là gì, bộc lộ tam giác cá lốt. Đây, bộc lộ tam giác cá lốt, tam giác cá lốt chính là tam giác này. Bộc lộ tam giác cá lốt trong phẫu thuật cắt túi mật là để làm gì, là vì gì? Đó là để chúng ta thấy được, thứ nhất đó là ống gan chung, được chưa? Thứ hai đó là ống túi túi mật, và thứ ba đó là động mạch túi mật. Như vậy thì khi mà em nghe bộc lộ tam giác cá lốt có nghĩa là mình sẽ bộc lộ gì, ống gan chung, ống túi mật và động mạch túi túi mật ở đây, được chưa? Vì sao phải bộc lộ cái tam giác này? Để chúng ta thấy rõ được gì, đường mật chính ống gan chung đấy, đường mật phụ ống túi mật ở đây và cái nhánh động mạch túi mật ở đây. Chúng ta cắt bỏ nó, chúng ta cắt bỏ phần này, cắt bỏ phần này,
Em hiểu chưa? Như vậy thì trong phẫu thuật cắt từ mật nội soi thì khi mà em đọc các cái phiếu phẫu thuật protocol á thì mà em thấy người ta ghi gì? Đó là gì? Bộc lộ tam giác cá lốt, được chưa? Rồi kẹt những túi mật, rồi động mạch túi mật nhá, kẹt cắt động mạch túi mật, ống túi mật, nó sẽ đó mới giải phóng túi mật ra khỏi hộ túi mật hay là giường túi mật đó, mà em nghe giường túi mật nhá. Và tam giác thứ hai, tam giác thứ hai đó là tam giác gan gan mật ở đây, tam giác gan mật ở đây nhá. Và cái tam giác gan mật này từ đây thì mà em thấy như vậy thì nó hai cạnh nó là ống gan chung và ống túi mật, nó tương tự giống như tam giác cá lột vậy. Nhưng cái bơ thứ ba của nó, bơ thứ ba của nó thì như vậy là gì? Đó chính là gan, đó chính là gan. Nên như vậy thì khái niệm về tam giác cá lột thì mà em nhớ như vậy thì thành phần nào tham gia giới hạn đến tam giác cá lột? Ống gan chung, động mạch túi mật và ống túi túi mật. Đây một hình ảnh mà em thấy như vậy thì bệnh lý ở trong đường mật, ở đường mật ngoài gan thì ở đây chúng ta có sỏi trong túi mật, sỏi ở cổ túi mật. Thì thường những trường hợp mà sỏi ở cổ túi mật này nó gây kẹt đây ở cổ túi mật này thì gây ứ trệ đây phân ở phía trong này, dịch mật trong này, như vậy thì nó nguy cơ nó sẽ viêm mãn, mà chỉ có viêm nhiễm trùng sau đó hoại hoại tử. Được chưa? Như vậy thì sỏi kẹt ở cổ túi mật ở đây này. Rồi chúng ta gọi sỏi như nào? Sỏi trong ống gan đường mật trong gan, sỏi đường mật ngoài gan đấy, chúng ta gọi sỏi ống gan trái, sỏi ống phải, sỏi ống gan chung, sỏi ống mật mật chủ, sỏi mật chủ đoạn cuối ống mật chủ, sỏi mật chủ đoạn gì? Sáu sáu tá tràng. Được chưa? Ở đây chúng ta gọi như vậy. Bây giờ chúng ta nói tiếp một cái bệnh lý nữa ở trên lâm sàng, đó là trên lâm sàng bệnh lý này thì chúng ta hay quen gọi đó là nang ống mật chủ, nhưng mà gốc từ tiếng Anh của nó đây thì gọi là nang đường mật, nha. Nhưng mà vì gì? Vì nó liên quan chủ yếu tỷ lệ phần trăm là gặp chủ yếu đó là tại ống mẫn, tại ống mật chủ, nên người ta gọi là nang ống mật chủ. Mà em hiểu nha. Chúng tôi một số người thắc mắc vì sao Việt Nam mình lại dịch là nang ống mật chủ. Em hiểu chưa? Và nang bệnh lý nang ống mật chủ này theo phân hộ đồ của Torani và cộng sự thì như vậy người ta chia thành 5 tiếp: 1, 2, 3, 4, 5. Một số tác giả chia thành 6, 6 tiếp, và tiếp thứ 6. Tiếp thứ nhất là tiếp hay gặp nhất, chiếm khoảng 50 đến 80% về ống mật chủ. Ống mật chủ rồi ống mật chủ lên tầng gì ở đây, ống mật chủ rồi ống gan nhá. Rồi đây tiếp 1A 1B thì ở phần phía trên này, 1C thì dạng hình thoi, dạng hình thoi lớn lên về phía ống gan. Rồi tiếp 2 thì ít gặp hơn là khoảng 2%. Tiếp 3 cũng vậy, tiếp 2 này là túi thừa, túi thừa nếu ống mật chủ á, túi thừa nếu ống mật chủ. Tiếp 3 này thì chiếm khoảng 1,4 đến 4,5%, cũng thấp mà thôi, là phần xa của mật chủ, phần xa của mật chủ. Và tiếp 4 thì 15 đến 35%. Thì ở đây thì mà em thấy như vậy thì nó như ở nang đi trong gan mà ngoài gan, như vừa mật chủ trong gan ngoài gan là tiếp 4, 4A riêng ở ngoài gan thôi. Đây nhiều nang ở đây, nhiều nang ở đây gọi là tiếp 4B. Và tiếp 5 thì chỉ còn 20%, thì như vậy thì nang ở trong trong gan, nang trong gan, được chưa? Thì ví dụ cả cái tiếp này, tiếp 1 này thì người ta phẫu thuật, người ta cắt cái nang này, cắt túi mật, cắt nang này, cắt tầng dưới này, và sau đó người ta lấy ruột lên người, người ta nối với một ống gan còn lại đây, được chưa? Đó là tiếp tiếp 1. Tiếp 2 này thì thường người người ta cắt ngang qua cái túi túi thừa này. Tiếp 3 này thì người ta soi từ mũi miệng, nó đi từ ngã thực quản xuống dạ dày nhá, sau đó gì đi xuống gì tá tràng, xuống phân xuống tá tràng, sau đó người ta có thể xẻ rạch ở phần này chẳng hạn, là tiếp 3 nha. Thì gì còn đối với tiếp 5 này, tiếp 5 này thì như vậy thì nó phải dạng ở đường mật trong gan thì nó còn có liên quan đến một bệnh lý mà bẩm sinh, bệnh lý bẩm sinh đó gọi là bệnh Caroli, bệnh lý Caroli là dạng đường mật trong trong gan.
cao ly. Thì mình lấy cao ly thì người ta chia hai nhóm, đó là nhóm bệnh gì, bệnh cao ly và hội chứng cao ly. À, như vậy thì cả này mà em về mà em gõ em tìm em đọc em thấy thêm. Và cả nữa thì những vì sao mình nói về cái não một chỗ này, vì cả này á, nếu như mà trên lâm sàng mà em không chú ý á, thì mà em sẽ bỏ sót. Bỏ sót có nghĩa là gì? Đó là gì? Thì tất cả các cái loài, các cái tiếp của não ở một chỗ này nó đều có nguy cơ dẫn đến ung thư cả, nguy cơ dẫn đến ung thư. Được chưa? Thì đương nhiên thì về não một chỗ nó tùy vào tiếp, tùy vào tuổi, đúng không? Thì nó có tỷ lệ nguy cơ ung thư nó khác nhau. Thì bây giờ về tiếp thì nguy cơ ung thư của từng loại tiếp này như thế nào, từng loại này như thế nào? Đó là đối với tiếp 1 50-80% á, thì như vậy thì nó có nguy cơ dẫn đến ung thư là 68% rồi mẹ. Tiếp 2, tiếp 3 thì nó ít hơn, thấp hơn, tiếp 3 tầm khoảng 10%. Tiếp 4 là 21%. Năm thì từ 7 đến 15% nguy cơ dẫn đến ung thư. Như vậy thì đối với những bệnh lý này thì mà em đừng có chủ quan, chúng ta không được chủ quan. Được chưa? Và như vậy chúng ta nghe đến nó thì chúng ta phải, ví dụ mình không phải chuyên khoa ngoại thì mình có thể chuyển đến chuyên khoa ngoại để điều trị can thiệp hay hoặc là nội soi bên tiêu hóa để mà can thiệp điều trị sớm cho bệnh nhân. Được chưa? Và như vậy thì để dẫn tới như ác tính của bệnh nhân về sau. Như vậy thì hôm nay thì chúng ta học xong về cái dây lắc tả tụy nội gan, được chưa? Buổi sau thì chúng ta sẽ bàn, chúng ta tìm xem thêm buổi chúng ta học thêm ruột non, ruột da và phúc mạc nữa, ở khoảng tầm 2 tiết rưỡi, 2 tiết á là được rồi. Mà em có hỏi gì không, thắc mắc gì không? Có thắc mắc gì không? Nếu như mà em có thắc mắc gì mà chưa gửi được thì mà em có thể hỏi sau khi chúng ta thực hành, trong giờ thực hành, xin lỗi, trong giờ thực hành, hoặc là mà em gửi mail công vụ cho thầy. Được nhá. Nói chúng ta nghỉ ấy. Thôi chào mẹ em. Chúc mẹ em cuối tuần vui vẻ.